Clear. Clear. Clear, nghe anh nói đã. Anh tới muốn làm gì nữa hả? Anh đã có được cuộc sống của anh rồi, em có cuộc sống của em. Hai chúng ta mỗi người mỗi cuộc sống khác nhau. Anh đừng làm phiền em nữa được không? Nếu anh làm được, chắc anh đã làm từ lâu rồi Clear. Nhưng anh không làm được nên anh mới đến đây đó. Anh đến tận đây để xin em một cơ hội. Clear, cậu tới đây làm gì nữa hả? Cậu mau về đi. Tôi cầu xin chị đó, cho tôi một cơ hội duy nhất được nói chuyện với Clear đi, rồi tôi sẽ không đến đây làm phiền nữa. Được không hả Clear? Clear, anh muốn nói gì hãy nói nhanh ra đi. Anh đã thi xong môn cuối cùng rồi, và anh cũng tin là anh sẽ thi đậu. Dạ. Đợi đến khi anh thi đậu, anh sẽ được tốt nghiệp. Vậy thì em chúc mừng cho anh. Khi anh tốt nghiệp, anh có thể đi xin việc làm. Dạ. Khi có được việc làm rồi, anh sẽ làm ra được tiền. Em có đoán được anh sẽ làm việc gì không? Em không biết dự định gì của anh đâu. Anh định làm gì đó thì đó là chuyện của anh. Em xin phép vào trước để còn làm việc giúp chị Keo. Nè. Em ở lại nghe anh nói đã. Anh đã cố gắng làm cho em thấy anh sẽ làm những điều mà anh đã hứa với em. Anh buông em ra đi, em còn phải làm việc giúp chị Keo nữa. Chị Keo không hề biết chuyện này đâu. Chị ấy không biết trước đây em từng làm chuyện xấu chuyện tốt gì hết. Chị ấy chỉ biết là em gặp khó khăn và đã giúp đỡ cho em. Ta cũng nên tập suy nghĩ cho người khác đi. Vậy chuyện anh đang làm hiện tại không phải là đang nghĩ cho người khác hay sao? Đủ rồi đó anh Acha. Anh biết là chị Rampon là ân nhân của anh. Chị Rampon đã cho anh tiền, nhưng anh cũng đã trao đổi bằng thân thể của anh rồi mà. Buông em ra. Anh không cần trở thành một đại gia cả cuộc đời. Anh cũng muốn có lòng tự trọng, muốn tự tay làm việc kiếm ra tiền, và cũng muốn sống với người anh yêu thật sự. Buông ra. Khi anh xin được việc làm, anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời của chị Rampon. Không được đâu Acha. Anh không được làm như vậy đâu mà. Chị Rampon rất là yêu anh. Nhưng mà anh không có yêu chị Rampon. Chị Rampon đã mua sắm rất nhiều thứ cho anh, nhưng mà anh chưa từng thấy vui vẻ. Anh chỉ càng thấy tội nghiệp thêm cho chị Rampon. Nếu anh cảm thấy tội nghiệp gì ấy, là anh đang yêu gì Rampon đó. Nếu tình yêu có thể ép buộc được, thì chúng ta đã không đứng ở đây đâu Clear. Em đợi anh được không hả Clear? Khi anh đã có được việc làm rồi, tự tay anh làm ra tiền của chính mình, anh sẽ đến đón em. Đợi anh thêm chút nữa nha Clear.
anh đi về đây.